Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Đà Nẵng, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã chủ trì buổi gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách, các khóa, cán bộ công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu và các cơ quan thường xuyên phối hợp công tác với Văn phòng Quốc hội tại các tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gửi lời chúc mừng năm mới đến đại biểu Quốc hội chuyên trách, các khóa các cán bộ công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đã nghỉ hưu và các cơ quan thường xuyên phối hợp công tác với Văn phòng Quốc hội tại các tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết trong năm 2022, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã không ngừng đổi mới sáng tạo trong hoạt động, thể hiện quyết tâm cao, tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tại các kỳ họp hoàn thành khối lượng công việc lớn nhiều nội dung quan trọng chất lượng được nâng lên phó chủ tịch quốc hội mong rằng trong thời gian tới quốc hội tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí nguyên lãnh đạo quốc hội và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan hữu quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ xứng đáng với niềm tin của đảng nhân dân và cử tri cả nước